là cái kiểu là đất chẳng, nó không phải là nó cát cát giống như ở bãi biển ở Việt Nam nhỉ. Cát ở đây nó cứng á. Biển này nước ấm thì tắm được. Rồi, sợ mình rơi xuống nước. Mày rớt xuống bỏ ra. Mày rớt xuống bỏ ra. Dạ, ừ, mày bỏ.